Xin chào anh em. Hôm nay là view clip ngày thứ ba tập luyện bóng đá tại nhà. 10 bài tập hôm nay vẫn là những cái bài tập về kiểm soát bóng thôi. Nhưng mà những bài tập hôm nay nó sẽ khó hơn những cái bài tập của cái buổi hôm thứ nhất và thứ hai rất là nhiều. Nó gồm có nhiều kỹ thuật ráp nối ở nhau thành một cái tổ hợp, và mình sẽ phải cố gắng làm hoàn thiện tổ hợp đó liên tục trong thời gian 60 giây. Thì những anh em nào mà chưa vững từng động tác á, thì có thể làm chậm chậm từ từ. Còn những anh em nào mà đôi chân khéo léo và làm được tốt rồi thì có thể tăng tốc dần lên, làm trong vòng 60 giây cùng với mình nha. Rồi, giờ thì cùng bắt đầu thôi. Rabunatut. Front back 360. Reverse L crab. Step over in L. Thank you.
Step Over Heel Touch. Step over Rowetta. Aircraft, B craft. Roll step over jump. Roll step over fat roll.
Ronaldo Move. Ok, vậy là kết thúc 10 bài tập của ngày thứ 3. Giờ thì mình căng cơ rồi nghỉ ngơi thôi. Hy vọng là anh em sẽ vừa mở view clip này, vừa xem và vừa tập theo các kỹ thuật này của mình, để có thể có được một cái đôi chân kiểm soát bóng thật là tốt nha. Chúc anh em tập luyện thật tốt. Mình là Phạm Trọng Thy, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.